HB Shop, xin chào các bạn nha. Hôm nay shop về được một số dây nịt. Đây là cái mẫu mới các bạn. Đây, đầu kim. Đây, các bạn thấy không? Đầu rất là đẹp. À, trước và mặt sau của nó đây các bạn. Ha. À, thì đây là dòng dây nịt da bò nguyên sợi nha các bạn. Thì dày là 5mm. Cái bảng của nó là tầm 36 đến 38mm các bạn. Chiều dài là khoảng 120cm nha. Đây. Thì để mình quay hết cho các bạn xem nguyên cái dây của nó như thế nào nha các bạn. Đó. Có một số màu da bò như thế này đây. Đó. Trơn luôn nha các bạn, chưa qua xử lý. Ở phía sau còn nhiều cái sới nữa nè các bạn. À, sới da. À. Thì đây. Mình cho các bạn xem nguyên cái sợi dây của nó. Đây là mặt sau. Đây là mặt trước. Đây là cái đầu dây đây. À, hết dây. Để mình quay các bạn xem. Thì da bò thì cái màu nó màu ngã vàng, vàng tươi hoặc là vàng sẫm các bạn. À. Đó. Mà dày của nó đây. Và cái mặt dưới còn luôn sới các bạn ha, các bạn thấy đây. Thì các bạn xem cái chất da của nó nè. À, mình cuốn lại nè. Ha. Ở đây cũng vậy các bạn. À, mình bóp sâu vô nè. Thì mình bán chuyên mấy dòng này các bạn. Thì các bạn nào mà có nhu cầu thì xài dòng hàng này thì liên hệ với shop nha. Đó. Dây nhìn rất là chất lượng các bạn. Nếu mà chúng ta sử dụng có thể lên tới 10 năm chứ. Đó. Nó không phải nó sừ. Đó. Sau khi mà chúng ta bóp chúng ta chà một chút thì nó sẽ ok thôi. À, nó sẽ trở lại bình thường. Da rất là mềm. Đây. Rất là mềm. Đây là dòng dây nịt da bò thật nha các bạn. À, chứ không phải mà dây da BU hay là da này da kia như các bạn đã nói đâu nha. Đó, mình đã bán dòng này rất là lâu năm rồi. À, được khách hàng rất là ưa chuộng. Thì cho nên sẵn về cái mẫu mới. Các bạn nào có nhu cầu và cần thiết thì liên hệ ngay cho shop nha. Để lại cái dòng tin nhắn và các bạn add cái số Zalo 0985 566 733 để mà mình chụp cái dây nịt, dây thắt lưng mà các bạn thích, mình gửi qua Zalo để các bạn xem hàng, hoặc là mình sẽ quay video lại từng dây để các bạn chọn lựa. Các bạn cần mà thấy thích đẹp ok thì các bạn cho thông tin địa chỉ, mình sẽ ship cho các bạn. Kiểm tra hàng ok, đúng hàng thì các bạn thanh toán, còn không đúng mẫu mã mà mình đã quay clip cho các bạn thì các bạn cứ trả về cho mình, không sao cả, mình không có quan trọng vấn đề đó, miễn sao khách hàng hài lòng thích là mình ok hết các bạn ha. Rồi, bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nha. Chúc các bạn một mùa Trung thu thật là ấm áp, gia đình sung túc, nhiều sức khỏe. Xin chào các bạn.